Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lên sóng các bác của em phải nói là quá là đẹp luôn các bạn ạ. Siêu phẩm luôn các bác nhá. Đẹp, phải nói em này cực đẹp luôn các bác ạ. Các bác có thể nhìn thấy qua video màn ảnh nhỏ các bác đang xem, một em họa mi ngũ trường các bác nhá. Ngũ trường họa to, bóng bộ đẹp, nói chung em này đẹp 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 long lanh luôn các bạn, đẹp không có chỗ chê luôn đấy ạ. Các bác có thể thấy đầu mặt này với lại chân tay bóng bộ em nó rất là đẹp nhá các bác nhá. Em này nếu mà căng là đuôi có xòe các bác nhá, đuôi có xòe và chê cánh các bạn. Đó, chim vừa mới về nhà em thôi các nhá. Em này thì thông báo với các bác là chim thuần khoảng 90% rồi các bác nhá. Bộ to, mặt đẹp. Đấy các bác nhìn chân thì các bác có thể biết là chân bốt là bắt đầu có rồi. Nghĩa là chim này là có tuổi lồng rồi các bác, chim này khoảng 25 lồng rồi các bác nhá. Đầu mặt thì khỏi phải nghĩ rồi các bác ạ. Đấy các bác nhìn thấy mắt và đầu mặt thì quá là đẹp rồi. Rất là đẹp đúng không các bác? Hot rất là tốt các bác ạ, hot rất là tốt, bài bản nha các bác nhé, chất giọng cực kỳ hay luôn. Đầu mặt thì quá là đẹp luôn các bác, em này đúng như một siêu mẫu luôn các bác. Bộ rất là to các bác nhá. Rất là đẹp các bạn. Các bạn có thể thấy là chim hót rất là bệt cầu đúng không ạ? Các bác thấy chim rất là bệt cầu nhá, hót cực kỳ bệt cầu luôn, hót từ nãy giờ không thấy di chuyển gì cả các bạn. Em này thực sự là rất là xứng đáng để cho các bác chăm để gột giàn giáo đấy các bác ơi. Thank you.
các bác có thể thấy là chim rất là đẹp các bác nhé. Quá là đẹp luôn các bác. Các bác em xin phép dừng video clip tại đây nhá. Video cũng được khoảng tầm khá là dài rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Bác nào mà bồ kết em họ Mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhá.